Tử Lan, cho huynh thêm một cơ hội đi. Trời ơi, gì vậy, như vậy? Ủa sao vậy? Trời ơi, Tử Lan, Tử Lan. Thế nào? Không giữ được bào thai. Ông nói một lần nữa coi. Xin chia buồn với Dương thiếu gia. Con của con, là do chính con đã hại chết. Con có lỗi với tổ tiên, con thật có lỗi với dòng họ. Nếu con không nghi ngờ Tử Lan thì con sẽ không quay trở lại. Nếu con không quay trở lại thì con của con sẽ không chết đâu. Con có lỗi với tổ tiên, con có lỗi với tổ tiên. Con xin lỗi, con xin lỗi. Mục đệ, đệ đang làm gì vậy hả mục đệ? Thân thể tóc da có do bởi cha mẹ, để đầy đọa thân mình chẳng phải là bất hiếu sao? Đệ không thể tha thứ cho mình được. Đó không phải là lỗi của đệ, là do người đàn bà đó phản bội trước mới khiến cho đệ nghi ngờ. Đứa bé tuy đã mất, nhưng người có lỗi không phải là đệ. Khó trách, chỉ có thể trách người đàn bà đó, trách nó không có phước phần, biết không? Trước đây chỗ này có cây tùng lớn, năm ngoái trong cơn mưa bão đã bị sét đánh trúng, không bao lâu bị chết khô. Sau đó huynh đã trồng cây đào này. Tử Lan, chuyện qua rồi hãy để cho nó qua, chúng ta có thể làm lại từ đầu mà. Giống như cây đào này vậy, tuy nó ở trong gió lạnh nhưng vẫn không hề lùi bước. Nó vẫn nở hoa, đối mặt với tương lai. Cây đào vẫn nở, nhưng còn cây tùng đã chết rồi. Huynh đã hiểu, huynh đã hại chết con của chúng ta. Tử Lan, người tha thứ cho huynh đi được không? Tử Lan, cô hãy tha thứ cho huynh đi. Cô tha thứ cho huynh đi. Cô tha thứ cho huynh đi được không? Huynh cầu xin mọi gì tương lai của chúng ta, với liệt tổ liệt tông của nhà họ Dương chúng ta. Cô tha thứ cho huynh đi. Huynh sẽ dùng cả đời của mình để chuộc tội cho một đáp lỗi lầm của huynh đối với muội. Bắt đầu từ hôm nay, huynh thề sẽ không nghi ngờ muội nữa. Huynh sẽ yêu thương muội. Cô tha thứ cho huynh đi. Huynh đừng nói nữa. Đủ rồi. Tử Lan, Tử Lan, huynh hiểu mà. Huynh có lỗi, huynh có lỗi, huynh có lỗi, huynh có lỗi. Huynh làm gì vậy? Huynh có lỗi mà. Huynh có lỗi. Huynh dừng nó lại đi. Huynh có lỗi. Huynh làm gì mà? Nó không phải là con của huynh. Mùi nói sao? Mùi nói nó không phải là con của huynh. Nơi đây mọi người giấu huynh. Không đâu, huynh sợ huynh đau lòng, huynh sợ huynh đau hận nên mọi mới nói vậy thôi, có phải không? Không phải đâu. Đứa con này có trước khi chúng ta thành thân, nhưng mọi người đã giấu huynh. Đúng ra mọi nên nói cho huynh biết sao? Không phải đâu, đứa con này của huynh không phải của Mạnh Nguyên Siêu. Mùi muốn rời xa huynh, muốn huynh bỏ mùi, mùi muốn trở về bên cạnh Nguyên Siêu, cho nên mùi mới gạt huynh. Huynh biết mùi giận huynh, huynh biết mùi không tha thứ cho huynh, mùi nói huynh
Phải làm sao Mùi mới chịu tha thứ cho huynh đi? Mùi nói đi. Mùi không có gạt huynh, là thật đó. Nhưng Mùi biết là huynh rất thương Mùi. Mùi rất là cảm động. Mùi cũng muốn được ở bên huynh. Nhưng Mùi thật sự không làm được. Thật lòng là Mùi không có yêu huynh. Mùi không thể sống suốt đời ở bên huynh được. Xin lỗi, là lỗi của Mùi. Từ đầu tỷ đã nói là nhiệt chủng. Ngươi hại Dương gia ta rất thê thảm. Đừng nói nữa. Tại sao lại không nói? Người đàn bà đê tiện này, bỏ nó đi. Dương gia chúng ta không thể chấp nhận người đàn bà bất chính như nó. Dì vệ Tử Lan có chuyện gì? Đứa con cưng của bà không biết liêm sĩ, nó đã mang nghiệt chủng mà bắt tiểu đệ ta chịu sao? Mấy người thật là quá đáng. Con đã nói hết rồi. Tự là tại sao Mùi lại gặp huynh? Không phải Mùi cố ý gặp huynh đâu. Chẳng qua là Mùi chưa tìm được lúc thích hợp để nói với huynh. Mùi xin lỗi. Sao con có thể nóng nảy lỗ mãng như vậy? Tử La, Tử La, con định đi đâu? Không phải là con nóng nảy đâu. Dứt khoát còn hơn Di Di. Thật ra con và Dương Mục không hợp nhau. Nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không có lợi gì. Nhưng mà mẹ, chúng ta không thể nào ở lại đây nữa. Cũng phải. Nhìn mặt của cô hai, chúng ta ở lại cũng không có ý nghĩa gì. Chúng ta đi tìm gì của con. Mẹ, con xin lỗi. Kênh TVB Tiếng Việt hân hạnh giới thiệu gói thành viên Super VIP hoàn toàn mới dành riêng cho khán giả hải ngoại. Với gói này, bạn có thể thỏa thích thưởng thức những bộ phim TVB mới nhất đang được phát sóng trên đài TVB Hồng Kông như Danh Tiếng Gia Tộc phần 2, Tiểu Tử Thần Kỳ, vân vân, cùng với những đặc quyền tương tự như Thành Viên Vàng. Đừng bỏ lỡ cơ hội, hãy đăng ký ngay hôm nay để khám phá thế giới giải trí đầy mới mẻ. Chương trình không áp dụng cho khán giả tại Việt Nam.